tiếng chuông chùa. Cảm ơn mọi người. Hết, bài hát thì cũng vậy. PK vừa PK rồi, bây giờ đến chương trình hát rồi. Xong tí nữa đến chương trình dạy học. Hay quá. Bây giờ chương trình dạy học mọi người ạ. hát bài gì nhỉ? Bây giờ hát bài gì được ạ? Sẽ hát một hai bài nữa. Gì đấy? Chương trình dạy học nhưng mà học sinh hôm nay trốn tiết hết rồi. Hôm nay hát lại bài này được này. Goka từ Gojek gây bộ bê. Luôn có Goka. Tải Gojek đặt Goka ngay. Hôm nay học sinh trốn hết rồi. Anh mới
khi biết chỉ anh mới hiểu được em. Mày định trốn tiết đúng không? Mày định trốn tiết xong mày bảo là mà không lên được à? Ui giời. Ô, hôm nay dở hơi à? Cảm ơn Hà nhá. Cảm ơn em. Cảm ơn anh Bốc Phun. Chị bấm chấp nhận không được á, chị lại trốn tiết. Chắc chắn rồi. Xác nhận luôn. Xác nhận là chị Jenny là trốn tiết này. Thế nào? Xem Hà Mon thế nào. Đăng ký đi. Thầy giáo lương quá, không ai dám học hết. Toàn trốn hết tiết rồi. Đấy, đã gửi lời mời đây. À, chị bấm đi xem nào chấp nhận được không. Đấy, Hà lên được đây mà chị bảo chị không lên được. Hello chị. Thật chị thề thôi. Đây, Hà lên được đây sao chị không lên được. Em mời chị rồi mà lại bảo là à, đây mời đây, chị còn chưa, chị phải thoát ra vào lại đi. Chị vuốt vuốt hẳn cái đấy, cái TikTok đi. Để chuẩn bị Ano. Đi ảnh chưa, không chấp nhận được, còn có nói ai nữa. Mày mà mày trốn tiết rồi. Thế anh nhìn ảnh đi, anh nhìn ảnh em gửi anh đi. Đâu? Thế mà anh đi gửi tôi cái kia. Nút chấp nhận có đỏ không mà đòi ấn đây. Sao thế nhỉ? Đây ta mời mày lại nhá. Đây mời lại. Nào. Giờ mày thôi, bà đừng có mồm đi ông, vừa xong mà trốn tiết thì bà nói luôn đi. Đừng có lo trốn tiết nha. Mở vẩn tắt đi tao mày. Thế mày không tắt mày bắt tao tắt. Cảm ơn chị. Đây ngồi vô mở bắt tắt. Chị Tâm. Cảm ơn chị Hà. Ok tao tắt. Đây chị... Thấy chưa? Thế à? Nói thì em xin lỗi chị, chả qua là... Là hiệu trưởng nhà trường chắc là cắt ghế của chị rồi. Thế bây giờ nhá. Em cắt... Không lươn nhá. Bây giờ là... Bây giờ như này nhá. Sẽ hôm nay sẽ... Hôm nay không chơi lươn. Chị... Không chơi lươn. Có nào lươn đâu. Ủa, Hà Mon đâu? Thề đi. Không qua lươn. Thề. Không hôm nào lươn nhá. Không qua lươn nhá. Lươn to đùng luôn. Chưa hôm nào lươn. Lươn đừng có mà mồm điêu. À, Hà Mon đâu rồi? Hà Mon trốn tiết nhá mọi người. Hà Mon trốn tiết phạt gì bây giờ? Anh mời con nhỏ top 3 kìa. Anh mời nhỏ top 3 lên. Anh tao hút không mời được. Sao không mời được? Anh vậy là do anh bảo lên cho nó. Anh bảo con top 3 lên cho nó. Ui chủ phòng ui anh ở thì... Ui trời ơi à. Sợ mai to à. Ok. Sao mình không mời được Hà Mon nhỉ?
con bảo gì đạt đi con. Đây, lên đi, hôm nay lên để học một bài đây. Trốn luôn rồi. À đây 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 đây. 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 Nào. Mở mic chơi bé mèo. Rồi, hôm nay chơi kèo đây. Vẫn thế. Nhưng mà con cái máy bay qua chưa thả. Tao thả rồi con đây. Anh thả cho ai? Em với bé mèo chưa có. Này. Hôm qua tao thả rồi. Tuyến thả hôm qua anh thả cho ai? Lướt Trung Mỹ. Thả cho ai mà hôm qua thả cho ai? Thả. Thả em với mẹ có. Ờ, tao quên. Quên, xin lỗi. Thôi tiếp, không thả máy bay màu hồng. Thôi. Đâu rồi, máy bay đâu? Màu hồng thôi. Màu hồng với màu tím. Màu hồng. Màu hồng lãng mạn này. Lướt màu hồng lãng mạn này. Được chưa? Nào. Không thả nó không thôi nữa. Ê, bọn này. Mày bắt nạt thầy giáo quá. Cảm ơn thầy giáo. Sao nó cảm không có hiệu ứng? Có rồi. Anh không có thôi, chứ tụi em có. Anh đang bọn em có rồi, em thấy là được rồi. Hiệu ứng của tao đâu. À, bì ba. Ai biết? Con ba cái không một hiệu ứng nào. Ba chị em thấy là được rồi. Thì mẹ thì tao phải chuyển nó wifi đây. Đến lạc chưa? Đó, chưa thấy. Chưa thấy là phải tặng lại. Ôi trời ơi. Tặng lại hơn ơi. Chưa thấy tặng lại đây. Chưa thấy mọi người phải có rồi, mày đừng có lươn. Tặng lại. Ôi, nó coi gì. Tặng lại. Rồi, bây giờ thả rồi thì không ai chơi. Đây, đây, đây. Bây giờ thấy rồi. Nhìn này, nhìn này. Nhìn này. Từ từ. Từ từ. Đây, bây giờ là mày thấy. Tao chụp ảnh này rồi. Tao có bằng chứng rồi. Mày nướt với tao à? Quá trời. Nào, hôm nay chơi gì? Này, chấm lượn nghỉ luôn. chấm lượn phát nghỉ luôn nhá. Hôm nay mệt lắm. Hôm nay thầy nhưng mà anh đừng nhìn được tao từ hôm qua giờ. Nhưng mà anh đừng có lươn. Anh mà lươn cái là bọn em. Này nhá. Chỉ có bọn mày lươn thôi. Anh lươn tao lươn xanh chín đấy. Hôm nay anh mà lươn là tụi em giỏi luôn ấy. Mày mới là người lươn. Em xem VT mọi người đăng lại nhá. Anh đếm kiểu gì mà từ 10 đến 15 luôn. Anh đếm, anh đếm kiểu gì mà từ 10 đến 15. Anh bỏ 11, 12, 13 ở đâu? Từ 15, 19. Đoạn đấy là mạng nó lag đấy. Đừng có còn tao đếm đúng. Lươn đâu. Đúng thì đếm 10, xong anh bỏ cái lên tới 14, 15. Đoạn đấy mạng nó lag. Không có lag cái khúc không đó. Không có lag gì anh hết. Anh đang lắm, anh lưu lắm. Hả? Anh lươn. Anh lưu đấy ở đó. Mạng nó lag. Hôm nay anh muốn dạy bài gì? Hôm nay thầy dạy bài gì? Hôm nay chơi bài gì? Nào. Thầy dạy môn gì? Em cảm ơn chị Tâm. Thì hôm nay là chơi tiếng Việt hay là toán? Trời. Cho học sinh mới chọn. Ba chấp một không thổ thì cũng què. Học sinh mới chọn đi. Học sinh mới chọn học. Tao sợ quá. Học sinh mới chọn. Tao sợ quá. Mày không nhìn chị tao đâu, người chót vót ở trên kìa. Còn mày hôm nay bắt lạt tao đi. Tao sợ quá cơ. Chị anh thì kệ chị anh vẫn phải trả quà như thường. Anh vẫn phải trả quà cho được. Chị sợ sao? Thua thì phải chịu thôi. À, cảm ơn Vương Cả nhá. Vương Cả bảo hốt với sợ chứ. Học sinh mới hôm nay muốn học. Con Vương Cả, Minh Cả luôn. Học sinh mới hôm nay học bài gì? Thích tiếng Việt hay là tiếng hay là thích học gì nhỉ? Tiếng Việt hay là cảm ơn vợ yêu nhá. Hay là học toán. Hay là rồi mình học bảng nhân chia đi nhân à, sao không nghe tiếng gì? Nhân chia đi. Hôm nay mình học bảng cửu chương. Hôm nay mình học bảng cửu chương. Một câu...
chứ không có 1 x 1 = 1, 1 x 2 = 4. Đúng rồi, 1 x 2 = 4, 1 x 2 = 4. 1 x 2 = 4. 1 x 1 thì đúng rồi, còn 1 x 2 = 4. 1 x 2 = 4. Thế bây giờ chơi cái gì? Thôi đọc bảng nhân chia, đọc bảng nhân chia được rồi. Bảng nhân chia đâu có ai thuộc đâu. Đọc bảng nhân chia hả? Ok. Thôi mày đừng có mồm đi không. Không ai thuộc gì luôn. Không chơi mở bảng của Trương ra nhìn nha.